Ok, chắc bạn mình cô và hôm nay kiểu mà mình sẽ làm hướng dẫn để mà câu giờ cho tới 1 giờ đi thi luôn. Lát mình đi thi rồi. Giờ cũng không biết làm gì, mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn check cái tên là around. Thì around nó cũng giống như thumb around thì bạn đẩy cho nó vòng cái như này. Còn around thì các bạn sẽ sử dụng ngón còn lại để đẩy qua cái ngón nào đó, ví dụ như là index around thì nó sẽ như thế này, đẩy qua ngón trỏ. Middle around đẩy qua ngón giữa. Cái này là ring around, đó thì nó cũng tương tự như là thumb around thôi. Để tập được cái này mình thì bạn nên tập finger pass trước, tại mình thấy hai cái này nó cũng liên quan với nhau tí. Ví dụ như bạn finger pass thì ghi đến đoạn này bạn pass lên đây đó, thì around thì bạn thay vì bạn để lên đây thì bạn cứ để cái ngón này nó hơi đưa đưa ra tí này, kiểu như mình đánh đánh lừa cái cảm giác của cái bàn tay của bạn, nó đưa ra hơi đưa ra tí đó, xong bạn đẩy lên đẩy nó văng lên thì cứ kệ mẹ đi, đẩy đẩy như này đó, rớt đất kệ mẹ đi. Bạn đang tập trên giường kiểu rớt mà lăn ra đường xe cán hay gì thì cũng không nên lắm đó, thì bạn đẩy đẩy cho nó vòng qua, ban đầu thì cứ đẩy đẩy qua như này đó. Nhiều bạn đẩy thì cũng được đâu, mình nhìn tưởng dễ ăn nhưng mà cũng nhiều bạn đẩy nó cứ dính dính lại, kiểu đẩy nó dính dính lại, hoặc là bạn cầm ngược đầu bạn đẩy như này đó, bạn đẩy đời nào bạn lên được. Nên cầm cái đầu này nó hơi dài, nó dài hòn hai tí là dài như này được, tầm bằng cái dài nè đó thì mới đẩy lên được. Đẩy qua thì khi mà bạn đã tập mà đẩy lên được rồi đó, đẩy lên đất đất rồi thì bạn dựa vào cái bát xuống này đó, bát từ ngón này xuống thì bạn dựa vào cảm giác đó để mà các bạn tập như này. Khi mà cái này nó vòng qua đây thì cái ngón này nó nằm vị trí này, nó vừa đẩy lên thì nó rút qua đây liền luôn và nó đón cái bút nó rớt xuống, nó kẹp lại đó như vậy đó. Em đang tập tập từ từ thôi, ban đầu mình cứ tập từ từ thôi, cứ đẩy đẩy chậm chậm lên chụp lại, đẩy chậm chậm lên chụp lại, là bạn được để cái tay dưới bạn hứng cũng được, đẩy dưới tay hứng đó. Nếu mà bạn tập ở trên sàn nhà hay bạn tập ở ngoài đường hay là gì đó trong cầu tiêu rồi như gì thì bạn cứ để cái tay dưới bạn hứng đó vậy đó, thì cái ngón còn lại cũng tương tự thôi. Ví dụ như ngón này thì mình thấy cái ngón này hai ngón này nó khó hơn là bạn làm những ngón còn lại, tại vì kiểu ngón út nó yếu. Ngón này thì mình thấy dễ nhất, tiếp tới là ngón này thì mấy bài nào dễ bạn nên làm trước, bạn đừng nhào vô bạn làm ngón này xong bạn bỏ qua cái chiếc này luôn thì cũng không có nên lắm đó. Rồi mình đã hoàn thành xong cái hướng dẫn gọi là round trick đó, bạn thấy hay có thể like share video với bạn bè, cảm ơn bạn xem video của mình.